Xin chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với Cặp Nhau Cuối Ngày và ngay bây giờ thì hãy cùng mình tổng hợp lại những tin tức của ngày hôm nay. Những tin tức nổi bật và đáng chú ý nhất sẽ có cho Cặp Nhau Cuối Ngày ngày 12 tháng 10 nhé. Mới đây thì Chi Pu vừa có một buổi livestream với khán giả để chia sẻ về cuộc sống ở Mỹ của cô trong những ngày vừa qua. Tuy nhiên thì cách nói chuyện của Chi Pu lại khiến cho nhiều khán giả cảm thấy khó chịu. Theo đó thì trong buổi livestream kéo dài khoảng 25 phút thì Chi Pu đã nhấn mạnh lý do sang Mỹ và kể lại những điều mà cô đã trải qua tại Mỹ. Trong livestream này thì cô nàng cho biết mình sang Mỹ là do có kế hoạch hợp tác với các đối tác tại đây. Bên cạnh đó thì cô cũng mong muốn là được học thêm cái mới để phục vụ cho sự nghiệp và chặng đường tiếp theo của mình. Tuy nhiên thì cái đáng chú ý ở đây đó chính là cách nói chuyện nửa Tây nửa ta của Chi Pu khiến cho nhiều người cảm thấy khó chịu. Cụ thể khi giao lưu thì Chi Pu đã liên tục xen kẽ những từ tiếng Anh vào những câu tiếng Việt khiến cho một số cư dân mạng cảm thấy rất khó chịu. Ví dụ như Chi Pu đã nói rằng sự thật thì luôn đơn giản nhưng mà people make it complicated, hay là một câu khác ví dụ như là thôi mình cứ enjoy cái moment này. Thậm chí có người còn nhận xét là nữ ca sĩ bắt đầu nói giọng hơi lơ lớ như kiểu là Việt kiều và sắp sửa là quên luôn tiếng Việt, mặc dù là mới chỉ qua Mỹ được 2 tuần. Mặc dù đã trả lại toàn bộ số tiền cát xê cho Hồ Văn Cường và đồng thời gửi tặng thêm cho gia đình thêm 500 triệu đồng nữa, nhưng mà mọi chuyện liên quan đến ồn ào của Hồ Văn Cường vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt, khi mà mới đây thì ekip của Phi Nhung vẫn liên tục đăng tải những dòng trạng thái và chia sẻ rằng cố ca sĩ Phi Nhung dường như là đã thương lầm người. Theo đó thì vào trưa ngày 12 tháng 10, một người trong ekip của Phi Nhung đã tiếp tục lên tiếng và cho biết mẹ ruột của Hồ Văn Cường nhiều lần đã không đồng tình với cách hành xử của con trai nhưng mà không thể nói. Anh ngầm khẳng định dòng trạng thái trên fanpage của Hồ Văn Cường không hề có sự can thiệp của công ty. Nếu tôi mà là người viết thì tôi phải cảm ơn mẹ nuôi Phi Nhung vì đã giúp cho gia đình con có cuộc sống ấm no và vui vẻ hơn. Lúc cần một câu nói duy nhất để gia đình êm ấm thì không thể. Lúc được đắc ý rồi thì lại lên tâm thư dài 8 thước. Người này cũng đã làm rõ vấn đề về việc là sổ tiết kiệm có thiết kế mới và giải thích là do gia đình có quyền đáo hạn, thay cũ đổi mới là quyền của họ. Trước đó chỉ sau khoảng vài tiếng đồng hồ thì cựu quản lý của Hồ Văn Cường cho biết sẽ block toàn bộ nếu như nam ca sĩ vẫn giữ ý định trả các kênh mạng xã hội. Kênh YouTube của Hồ Văn Cường cũng đã chính thức bay màu. Cụ thể khi truy cập vào đường link YouTube thì sẽ hiện ra nội dung kênh này không còn khả dụng. Rất có thể đây chính là động thái từ phía ekip của Phi Nhung sau khi mà Hồ Văn Cường quyết định trả lại mọi nền tảng mạng xã hội cá nhân, bao gồm cả kênh YouTube. Bên cạnh đó, khi mà tìm kiếm từ khóa Hồ Văn Cường, kết quả hiển thị ra rất nhiều những kênh YouTube giả mạo để nhằm trục lợi khi mà ồn ào của Hồ Văn Cường đang nổ ra. Trên kênh Social Blade, trang web có theo dõi và thống kê cũng như phân tích các trang mạng xã hội hiện nay vẫn còn đầy đủ những thông tin và số liệu về kênh YouTube của Hồ Văn Cường. Chưa cập nhật động thái mới nào từ kênh nên là có thể là kênh YouTube của nam ca sĩ mới chỉ tạm bị khóa thôi chứ không phải là bị xóa đi hoàn toàn. Cho tới mới đây thì trên kênh YouTube của mình, ca sĩ Long Nhật đã có những chia sẻ xoay quanh việc ồn ào cát xê của Hồ Văn Cường. Trong đó thì về việc nam ca sĩ ra riêng, Long Nhật cho biết là Hồ Văn Cường đã liên hệ và nhờ cô giáo tìm nơi ở mới. Nam ca sĩ có chia sẻ rằng, nguồn tin thân cận cho tôi biết là Hồ Văn Cường có gọi điện thoại và nhắn tin cho cô giáo của mình trong buổi chiều ngày 11 tháng 10 và nhờ cô giáo tìm nhà giúp, nghĩa là Hồ Văn Cường muốn rời đi. Theo anh thì việc Hồ Văn Cường đã ra riêng là điều mà cậu bé không mong muốn nhưng đành phải đi. Long Nhật cho biết sâu thẳm trong lòng Hồ Văn Cường thì muốn được ở lại nhà nhưng mà tiền bạc đã thanh toán xong, không còn nhìn mặt được nhau nữa. Tiền bạc thì đã xong rồi nhưng nghĩa tình thì còn hay không? Long Nhật cũng khẳng định bố mẹ của Hồ Văn Cường không muốn ở quê, thích sống ở Sài Gòn vì ở đây có cuộc sống thoải mái và nhàn hạ hơn. Vào ngày 12 tháng 10 thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tạm giữ đối tượng Lã Thị Anh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản sau khi mà người này đã đánh cháo chiếc đồng hồ Rolex trị giá 2 tỷ đồng của người tình. Theo cảnh sát thì anh NMT và Lã Thị Anh kết bạn với nhau qua Facebook từ đầu tháng 8. Sau đó thì cặp đôi này đã nhiều lần gặp gỡ và qua đêm với nhau. Trong lúc tâm sự thì T có kể cho bạn gái của anh nghe về bộ sưu tập đồng hồ của mình, trong đó thì có một chiếc Rolex trị giá tới gần 100.000 USD. Một lần đến nhà của T, cô gái chụp hình chiếc đồng hồ hàng hiệu trên. Cặp đôi này sau đó đã nảy sinh mâu thuẫn nên đã chấm dứt mối quan hệ này. Khi đó thì cô gái đã lên kế hoạch để trộm chiếc đồng hồ của người tình. Nữ nghi phạm sau đó đã gửi hình chiếc đồng hồ cho bạn và nhờ đặt mua một chiếc có ngoại hình gần giống với giá là 13,5 triệu đồng. Vào ngày 11 tháng 9 thì anh T có liên lạc và xin lỗi và rủ anh đến nhà để chơi. Trong lúc bạn trai đang say giấc thì cô nàng đã cháo chiếc đồng hồ thật này. Sáng hôm sau thì cô gái này đã tìm cớ gây sự rồi giận dỗi bỏ về cùng với chiếc đồng hồ Rolex xịn. Nữ nghi phạm đã mang chiếc đồng hồ trên đi cầm với mức giá là 1 tỷ đồng. Số tiền nhận được thì người này đã mang đi trả nợ vì đầu tư tiền ảo thua lỗ.
Vào ngày 15 tháng 9, anh T đã phát hiện ra chiếc đồng hồ của mình bị đánh cháo là hàng giả nên đã trình báo đến phía công an quận 3. Nhà chức trách đã vào cuộc để điều tra và bắt giữ Lã Thị Anh và thu hồi chiếc đồng hồ này. Sau khi củng cố hồ sơ, thì công an quận 3 đã chuyển nghi phạm và tang vật cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh thuộc đội PC01 để xử lý theo đúng như thẩm quyền. Liên quan đến sự việc tiêu hủy đàn chó ở Cà Mau thì mới đây, nữ trạm trưởng cùng với con trai của mình đã gửi đơn xin nghỉ việc vì không thể chịu nổi áp lực từ phía cộng đồng mạng. Theo như ông Trần Tấn Công là Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, Cà Mau đã cho biết, ngay sau sự việc tiêu hủy đàn chó đang lan truyền trên mạng xã hội, trưởng trạm y tế xã Khánh Hưng đã bị quy là người quyết định tiến hành tiêu hủy đàn chó này, nên là sau đó đã bị nhiều cư dân mạng chửi bới và xúc phạm. Gia đình của chị trưởng trạm y tế xã Khánh Hưng này đã bị tấn công, hăm dọa và bị áp lực cũng như khủng hoảng tinh thần, nên chị và con trai cùng làm việc ở trạm y tế xã Khánh Hưng đã có đơn xin nghỉ việc. Và cũng theo như ông Công, 2 ngày nữa thì huyện sẽ tiến hành chiến dịch là tiêm cho 40.000 liều vaccine phòng chống Covid-19 cho toàn dân. Trong điều kiện lực lượng phòng và chống dịch hạn chế như thế này thì việc này làm cho tình hình vốn đã khó khăn lại chồng thêm những khó khăn. Sau khi nhận đơn của trưởng trạm y tế xã Khánh Hưng thì huyện đã cố gắng để động viên chị này tiếp tục ở lại thực hiện nhiệm vụ cho đến khi hoàn thành xong chiến dịch tiêm vaccine cho toàn dân. Trả lời về việc tiêu hủy đàn chó thì ông Công đã cho biết việc ngay lập tức tiêu hủy đàn chó và không cách ly là vì địa phương này đang xem công tác phòng chống dịch là trên hết. Anh em muốn làm bằng mọi cách để đảm bảo sức khỏe cho người dân và chống lây nhiễm, đặc biệt là lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly. Và tiếp theo sẽ là những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam chúng ta trong ngày hôm nay 12 tháng 10. Tỷ lệ thất nghiệp tăng cao chưa từng thấy, khoảng 1,3 triệu người đã rời thành phố về quê. Bộ Y tế đã phân bổ hơn 5 triệu liều vaccine. Và theo thống kê thì cho tới 17 giờ ngày hôm nay, trong vòng 24 giờ vừa qua, Việt Nam chúng ta đã ghi nhận thêm tổng cộng 2.949 ca mắc mới, trong đó cao nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh với 1.018 ca, tại Đồng Nai là 501 ca. Thủ đô Hà Nội ngày hôm nay cũng đã ghi nhận thêm 4 ca mắc mới. Và theo như Tổng cục Thống kê cho biết, tại buổi họp báo vào sáng ngày hôm nay 12 tháng 10, so với quý trước thì số lao động chịu tác động xấu bởi đại dịch Covid-19 trong quý 3 này đã tăng thêm là 15,4 triệu người, lên mức là hơn 28,2 triệu người do bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc và nghỉ luân phiên, giảm giờ làm và giảm thu nhập. Trong đó thì có 4,7 triệu người bị mất việc, 14,7 triệu người phải tạm nghỉ và tạm ngừng sản xuất kinh doanh, 12 triệu người bị cắt giảm giờ làm hoặc là buộc phải nghỉ giãn việc và 18,9 triệu lao động bị giảm thu nhập. Đáng chú ý là khu vực Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long là hai vùng đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Bên cạnh đó thì theo như số liệu từ Tổng cục Thống kê đã công bố vào sáng ngày hôm nay 12 tháng 10 đã cho thấy có khoảng 1,3 triệu lao động đã rời thành phố về quê, trong đó thì có khoảng 324.000 người đã trở về từ Hà Nội, 292.000 người về từ thành phố Hồ Chí Minh và 450.000 người đã trở về từ các tỉnh thành phía Nam. Lao động rời thành phố lớn và trung tâm công nghiệp về quê diễn ra liên tục từ tháng 7 đến nay. Tuy nhiên thì theo như số liệu thống kê lần này chưa tính đến dòng người về quê từ đầu tháng 10 khi mà thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam nới lỏng giãn cách. Một số thông tin đáng chú ý khác đó là Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương vừa ban hành quyết định phân bổ vaccine COVID-19 đợt 57 đến 59 với tổng cộng là hơn 5 triệu liều vaccine Pfizer. Ở đợt thứ 57 này thì CDC Hà Nội được phân bổ nhiều nhất với 177.720 liều. Ngoài ra thì 30 tỉnh thành phố khác ở khu vực phía Bắc cũng được nhận vaccine. Trong đợt thứ 58 và 59 thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhận được số lượng vaccine nhiều nhất với 639.630 liều. 19 tỉnh thành phố phía Nam cũng sẽ được phân bổ vaccine trong hai đợt này. Và ngày hôm nay 12 tháng 10 thì theo như tờ China đã đưa tin, một công ty lớn ở Trung Quốc đã gửi đơn kiện vợ chồng Triệu Vi và Huỳnh Hữu Long. Nguyên nhân được tòa án Bắc Kinh công bố là do tranh chấp hợp đồng bảo lãnh vay nợ. Theo như China thì đầu tháng 6 vừa rồi, China Minsheng Trust đệ đơn khiếu nại Triệu Vi và công ty Hợp Bảo Văn Hóa cũng với lý do tương tự. Nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách đã bị tòa án đóng băng 4,15% cổ phần tương đương với khoảng 775.000 USD. Theo như trang Sohu đã cho biết, công việc làm ăn của vợ chồng Triệu Vi đã lao đao từ cuối tháng 4 đến nay. Nữ diễn viên bị đóng băng tài sản ở 6 công ty do cô làm chủ sở hữu và nắm giữ cổ phần với tổng số tiền là hơn 4 triệu USD. Huỳnh Hữu Long gần đây cũng bị công ty Vạn Hối khởi kiện lên tòa án Hồng Kông và yêu cầu thanh toán khoản vay là 38,5 triệu USD. Theo như Sohu thì sau bê bối gian lận thông tin này đã gây lũng đoạn thị trường chứng khoán vào năm 2017, vợ chồng Triệu Vi phải đối mặt với hàng loạt vụ kiện lớn nhỏ
và trong đó thì nữ diễn viên phải hầu tòa liên miên với khoảng 500 vụ kiện. Cô bị xử thua đến 102 nguyên đơn vì hành vi lừa đảo và bồi thường số tiền khoảng 12 triệu USD. Về phía Huỳnh Hữu Long, doanh nhân này thường xuyên bị tố là thiếu nợ không trả, chật vật giải quyết khoản vay tài chính do đầu tư không thuận lợi của mình. Và được biết thì phiên điều trần đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 11 tới đây. Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tổng hợp lại những tin tức của ngày hôm nay, những tin tức nổi bật và đáng chú ý nhất có trong ngày 12 tháng 10. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào, chúc các bạn ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối ngày mai nhé.